Sau khi cắt xong, bạn kéo sợi qua. Chúng ta cũng tạo một nút xích giả vờ là mũi đơn. Các bạn đâm xuyên ra phía trước. Để cái sợi này tí nữa chúng ta sẽ dùng để khâu ráp các bộ phận lại với nhau. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ gắn chân đế vào. Các bạn gắn 4 đế ở 4 góc cho mình. Đây là phần đáy sau khi mình gắn chân đế vào xong. Đây, khi các bạn tận dụng canvas thì nó sẽ như thế này. Các bạn có thể sử dụng keo nến dán ở đây hoặc là sử dụng sợi để khâu và liền vào nhau như cái phần thân trước mà mình đã hướng dẫn các bạn. Rồi bây giờ các bạn móc cho mình một tấm để làm ngăn ở giữa. Tấm này các bạn cũng tạo 40 mũi đơn. Tương tự như phần đáy. Bằng phần đáy này. Và độ cao của nó thì sẽ bằng phần thân trước. Đây. Độ cao bằng như thế này. Sau khi móc xong cái tấm có kích thước như vậy thì các bạn sẽ có số centi chính xác là đây, mình sẽ đo số centi cho các bạn. Chứ nó là 40 mũi và lên 27 hàng các bạn. Đây. Khoảng gần 19 cm chiều dài và độ cao của nó khoảng 11 cm. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành viền xung quanh bằng mũi đơn cho mình. Các bạn sẽ viền ba cạnh cho mình. Trừ cái cạnh trên này các bạn sẽ không viền, viền cạnh hông và phần đáy. Cái viền này thì cũng đơn giản thôi, các bạn cứ một chân một mũi đơn cho mình. Đấy, một chân một mũi đơn như thế này nhé. Khi viền đến phần góc ở đây, các bạn cũng móc 3 mũi đơn cùng chung cái xích này. 1 2 3. Các chân còn lại mỗi chân một mũi đơn. Đây, mình đã viền xong ba cạnh của cái phần ngăn giữa. Sau đó các bạn lấy cái phần thân trước và phần đáy các bạn đo cho mình. Đây, nó sẽ như thế này. Thì hai bên các bạn sẽ thấy thừa một khoảng đây, các bạn sẽ đo ở đây cho mình là coi bao nhiêu cm. Đây khoảng 1,5 cm. Đây, đến cái cạnh bên này các bạn là 1,5 cm. Và các bạn đo cái phần độ rộng của đáy của các bạn coi bao nhiêu. Đây khoảng 6,5 cm. 1,5 cm cộng 6,5 cm là tổng cộng 8 cm. Và các bạn cộng thêm một lần 1,5 cm ở đây nữa. Bởi vì đến hồi chúng ta sẽ may cái phần đáy này vào phần thân sau nữa. Là khoảng 9,5 cm. Thì các bạn móc chia đôi ra là mỗi cạnh. Rồi, mỗi cạnh bên các bạn móc khoảng 4,5 cm cho mình. Đây, có nghĩa là đây, bây giờ chúng ta sẽ chia đôi cái mũi đơn này ra và móc về hai phía. Mỗi phía các bạn sẽ móc cho mình khoảng 4,5 cm đến 5 cm cũng được. Dư cũng không sao đâu các bạn, bởi vì nó sẽ bị giấu vào phía bên trong túi. Đây các bạn móc như sau. Sau khi viền xong các bạn lên một xích
quay lại tầm mắt như thế này. Ở đây các bạn có mũi đơn, thì các bạn móc vào một cạnh của mũi đơn. Cứ móc như vậy cho đến khi hết cạnh. Các bạn móc đến xích thứ ba, à xích ở giữa trong ba xích chứ không phải xích thứ ba các bạn, là xích thứ hai trong ba xích ở góc á. Đây thì dừng lại, các bạn lên một xích và quay lại cho mình. Ở đây các bạn sẽ móc mũi cạnh sau cho mình. Đó, các bạn cứ hết hàng thì lên một xích rồi quay lại móc mũi cạnh sau cho đến khi phần đáy này đạt được khoảng 4 cm rưỡi, là phần cạnh hông này đạt được 4 cm rưỡi. Đây, tính đến cái chỗ G bắt đầu thì mình đã móc được khoảng 4 cm rưỡi, cho nên mình sẽ dừng lại. Các bạn cắt sợi cho mình, ở đây các bạn cắt ngắn cũng được bởi vì tí nữa chúng ta còn cạnh bên kia và viền nữa. Rồi rồi sau khi các bạn móc một nửa cạnh bên được 12 mũi đơn thì chúng ta sẽ móc tiếp vào phần nửa cạnh bên còn lại, cái chỗ đường G mà các bạn móc lúc mũi cạnh sau khi nãy ạ. Còn đây các bạn thấy nó nổi lên thì các bạn tiếp tục móc vào đây cho mình. Ở cái nửa cạnh vừa móc xong mình móc 28 mũi đơn thì ở đây mình cũng sẽ móc 28 mũi đơn. Cứ thế móc đến hết hàng nha các bạn. Đến cuối hàng các bạn cũng lên một xích, quay lại. Bỏ qua xích đầu tiên, đâm kim vào mũi đơn tiếp theo, móc mũi cạnh sau cho mình. Đấy, các bạn cứ móc như mũi cạnh sau toàn bộ các hàng mũi đơn cho đến khi được 12 hàng cho mình nhé. Tương tự cái cạnh bên kia. Sau khi móc xong hai cạnh hai bên thì các bạn được phần cạnh bên nhìn nó sẽ như thế này các bạn. Đây. Các bạn làm tương tự với cạnh bên này nhé. Các bạn cũng móc như vậy. Rồi sau khi móc xong, phần tiếp theo các bạn sẽ tiến hành khâu lót cho mình. Để bắt đầu khâu lót, các bạn chuẩn bị cho mình chỉ cùng màu với sợi này. Kim khâu này. Phần cần lót ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lót phần đáy. Còn phần thân sau và nắp mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Vải lót. Ở đây mình hay sử dụng vải lót cùng màu. Và kẹp. Ở đây mình sử dụng kẹp phơi quần áo như thế này. Các bạn gắt cắt tấm vải to hơn cái tấm móc và bốn hướng như thế này. Và chúng ta sẽ dùng kẹp để cố định lại. Các bạn đây, gấp lại như thế. Cố định lại như thế này hết bốn góc.
Phần sợi dư này mình sẽ cắt ngắn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ở phần góc này. Sau khi điều chỉnh cho nó thẳng xong, các bạn lấy kim đâm vào từ cái đường gấp ở phía dưới lên cái mép gấp ở phía trên này. Đây. Sau đó chúng ta đâm vào góc tấm móc. Rồi các bạn đâm về. Sau đó các bạn đưa kim ngang qua tấm phải đây. Đâm ngang và đâm lên như thế này. Sau đó chúng ta đâm qua tấm móc. Lại đâm về. Sau đó chúng ta lại đâm ngang ở tấm vải. Xong rồi đâm qua tấm móc. Đấy, các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Các bạn cứ khâu lót như thế cho hết cái phần đáy này nhé. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu lót tiếp của phần thân sau và nắp, cũng như những điểm cần chú ý khi khâu lót phần thân trước. Sau khi các bạn viền được 3 cạnh rồi. Đây. Mình cái viền phần đáy này đã được 3 cạnh. Thì mình sẽ chèn miếng nhựa đen này vào để cho cái phần đáy túi này nó thêm cứng. Đây, các bạn chèn vô như thế này. Các bạn thích thì có thể chèn hai lớp cũng được. Sau đó chúng ta tiếp tục khâu. Các bạn chỉ việc đâm kim ngang xiên như thế này để tiếp tục khâu lót thôi. Ta đẩy cái mũi gút này xuống. Đó. Rồi tiếp tục khâu lót như mình đã hướng dẫn. Đấy, các bạn cứ tiếp tục như vậy nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách hoàn thiện phần thân sau và nắp. Đây là phần thân sau và nắp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khâu xích phần này. Các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 1 mét xích. Và các bạn chuẩn bị khóa. Các bạn ướm thử khóa lên cho mình. Đây. Thì lúc này các bạn sẽ bắt đầu khâu xích từ cái điểm này. Đó. Rồi.
bạn giữ cái điểm này. Và chúng ta bắt đầu khâu. Ở đây các bạn có thể khâu bằng sợi như mình, hoặc là các bạn khâu bằng sợi cước trong. Cái sợi dư này tí nữa chúng ta sẽ giấu đi. Sau đó các bạn lật ô gan vát dưới này, đâm vào ô gan vát tiếp theo để cho nó thẳng hàng. Ta sẽ đâm lên đây. Và các bạn chèn xích vào. Rồi giữ thẳng phần xích, đâm xuống. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem bên này có thẳng hàng không. Nếu không thẳng hàng, các bạn điều chỉnh về ô canvas. Thẳng về ô canvas các bạn đâm ở bên trên. Đây. Sau đó lại đâm tiếp vào ô canvas kế bên. Đâm lên. Rồi chúng ta đâm xuống. Lại kiểm tra xem. Cái phần này á, sở dĩ mình chưa cố định lại bởi vì mình muốn để xem. Tí nữa khâu xong mình sẽ kiểm tra lại với khóa và xác định xem là có cần tháo cái mắt xích ngoài cùng này không. Rồi, các bạn tiếp tục như vậy. Đâm vào ô canvas tiếp theo. Các bạn nhớ luôn luôn phải đâm làm sao cho cái đường ở phía sau thẳng trên một hàng canvas như thế này. Ở đây khi mình đâm lên thì nó đâm quá qua mắt xích bên này, dẫn đến cái mắt xích chỗ này không có cái đường sợi chèn ngang như các mắt xích trước. Vì vậy mình sẽ đâm ngược trở lại để tạo thành một cái sợi vắt ngang giữa hai mắt xích. Đó. Đây, khi quay gần các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Cái phần hai sợi giữa mắt xích. Đây mình đã đến phần góc. Thì mình cũng vẫn tiếp tục làm như vậy. Đâm vô cái ô ở góc.
Sau đó mình sẽ bẻ mặt xuống. Như thế này. Các bạn sẽ đâm kim lên cái đường ở đây. Đây, cái mắt xích ở giữa này. Chúng ta lại đâm xuống. Các bạn lại nhìn phía sau cho mình coi nó có thẳng hàng không. Rồi các bạn lại tiếp tục. Bạn tiếp tục khâu theo cái đường ngang ở giữa phần cạnh bên, khâu cho hết đến phần qua bên này. Mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nhé.